Dạ, trước đây thì khả năng tiếng Anh của em thì em dạng là yếu, em gặp khó khăn trong việc học từ vựng, đồng thời thì khả năng nghe của em cũng không được tốt. Sau một tháng theo học ở YNX thì em cảm thấy là khả năng tiếng Anh của mình thì được cải thiện hơn so với trước đây. Phương pháp đặc biệt của YNX nó giúp em học từ vựng nhanh hơn, rút ngắn thời gian em làm bài so với trước đây thì em không biết gì cả. Em hãy giới thiệu chút về bản thân mình đi. Em tên là Uyên, hiện tại thì em đang học lớp 12 của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Em đã theo học trung tâm được 1 tháng và học ở lớp L2. Trước đây, cái khả năng tiếng Anh của em thì em thấy như thế nào? Trước đây thì khả năng tiếng Anh của em thì em dạng là yếu và kém ở trong lớp, bởi vì về mặt bằng chung thì em không phải là một người được điểm quá cao trong môn tiếng Anh ở trên lớp, và cả ngày cả những việc trong việc giao tiếp em thấy em không phải là người giỏi. Khó khăn lớn nhất khi mà em học ICE trước đây là gì? Khó khăn lớn nhất mà em tự cảm thấy trong quá trình học IELTS trước đây là em gặp khó khăn trong việc học từ vựng và cả việc nói một cách lưu loát, đồng thời thì khả năng nghe của em cũng không được tốt. Chị sẽ hỏi chị của em câu tiếp theo là điều gì khiến em quyết định chọn lớp học online tại YNX? Điều đã khiến em chọn lớp học online tại YNX là tổ tư vấn đã tư vấn cho em rất là kỹ về khóa học. Em cảm thấy là những cái phương pháp học của trung tâm thì nó phù hợp với em, và cái số lượng thành viên trong lớp thì nó phù hợp để mà trao đổi dễ dàng hơn với các thầy cô. Câu tiếp theo là cái phương pháp NLP đặc biệt của Wise sẽ giúp em như thế nào trong việc học ICE nói riêng và học tiếng Anh nói chung? Phương pháp đặc biệt của YNX đã hỗ trợ cho em rất là nhiều trong quá trình học IELTS. Nó giúp em học từ vựng nhanh hơn, nghe nghe và viết thì cũng dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian em làm bài, và đồng thời thì em cũng tự tin sử dụng những từ nói trong speaking. Em cảm nhận như thế nào về cái quá trình mà mình học online tại Wise? Trong quá trình học online thì mặc dù là còn nhiều những cái khó khăn do đường truyền, nhưng mà em vẫn cảm thấy hiệu quả, bởi vì các thầy cô thì hỗ trợ em rất là nhiệt tình, và giáo án dạy thì cũng rất là phù hợp đối với trình độ của em. Thì em cảm thấy khả năng tiếng Anh hiện tại của mình thì như thế nào? Sau 1 tháng theo học ở YNX thì em cảm thấy là khả năng tiếng Anh của mình thì được cải thiện hơn so với trước đây. Thì em đã có thể nghe và làm bài viết nhanh hơn, làm những bài tương đối khó, và em cũng có thể nói được một chút so với trước đây thì em không biết gì cả. Bây giờ thì chị sẽ hỏi em một vài câu tiếng Anh nha. The first question, can you tell me about your hometown? Well, actually, my hometown is Da Nang City, dear travel city. A lot of tourists come to my Da Nang because they want to enjoy the food and the first activities. They said to me they want to come again because the seafood is very delicious and the custom server is great. Moreover, the landscape in Da Nang City is really beautiful. For example, like the Golden Bridge in Da Nang Hill, this is a great land for trekking and surfing. And the next question, can you tell me about your future plan in the next 5 years? In the next 5 years, I want to get the bachelor degree in the economics universities. However, if I have a chance, I want to study abroad in the Canada because I want broaden my horizon. Also, the IELTS 72.0 is the target I want to reach in the next 5 years. Mình thấy được những cái lợi ích gì sau khi mà cái khả năng tiếng Anh của mình được cải thiện đáng kể như vậy? Sau khi khả năng tiếng Anh của em được cải thiện thì em cảm thấy nó rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ cho em trong việc lấy bằng IELTS để phục vụ cho những cái kỳ thi tốt nghiệp của em sắp tới. Đồng thời thì nó cũng hỗ trợ cho em rất nhiều trong việc học IELTS ở trên trường. Em có thể cải thiện điểm số nhiều hơn thông qua quá trình cải thiện tiếng Anh của em.
Thì cảm ơn em. Thì em có thể chia sẻ một số kinh nghiệm trong cái việc mà học tập hiệu quả cho những học viên mới tham gia các lớp học online tại Wise English được không? Thì kinh nghiệm học tập của em là em áp dụng đầy đủ những cái phương pháp mà Wise English giới thiệu cho em, và thêm vào đó thì em cũng nghe và viết thêm những cái bài tập ở trong sách. Thì em làm hết và các thầy cô cũng sửa cho em rất là đầy đủ. Thông qua đó thì em đã cải thiện được khả năng tiếng Anh của em. Cảm ơn những cái chia sẻ của em. Thì chị em định hụt được cái mục tiêu ISE của mình. Và trong cái tình hình nhiệm vụ mùa này thì chị hy vọng là cả nhà em và em giữ sức khỏe nha.